Xin chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em nhé. Hôm nay em giới thiệu bác một con bình thủy nữa được sản xuất bởi hãng Tiger các bác ạ. Con này dung tích của nó là 3 lít các bác nhé, 3 lít. Nói chung là bình còn khá là mới. Nó vỏ nó bằng kim loại đấy. Nên là thỉnh vận chuyển về thì những cái dòng này thì nó nhược điểm nó sẽ bị hơi thỉnh thoảng bị móp méo một chút các bác nhé. Đấy, tại vì nó bằng cái tôn đấy, sắt mỏng đó. Con này công suất của nó là 700W các bác nhé, dung tích 3 lít đấy. Máy thì vẫn đang hoạt động bình thường đấy, em cũng chưa vệ sinh nấu chùi gì cả. Nó sản xuất tại nhà máy China, xuất bình thường Nhật Bản các bác nhé. Công suất nó là 700W đó. Nói chung là bình còn khá đẹp nhé đấy. Ngoại hình thì em chưa có vệ sinh, còn nội thất nội thiết thì còn sạch sẽ các bác nhé. Con này thì nó có chức năng bơm tay vẫn hoạt động được các bác nhé. Đấy. Bình thì bình còn rất là mới. Đây. Màu cái gioăng của nó các bác nhìn này, còn mới tinh luôn. Đấy. Gần như là nó rất ít khi sử dụng các bác nhé. Đó. Cái nào sử dụng rồi thì tất nhiên cái lớp dưới này tiếp xúc nó sẽ bị trắng, trong bắt đầu nó mới lên trên. Thường nó sẽ đứt ở cái đoạn này. Đấy, sử dụng thời gian dài. Đó. Đấy là cái mình phân biệt nhất là bình thủy xài nhiều hay xài ít. Bên trong cái nòng của nó còn mới tinh các bác nhé, không có dính bất cứ một chút xíu nào là cái cặn nước hay là vôi nước gì cả. Tại vì là bình thủy đun nước sôi thì bao giờ nó cũng sẽ có cái tình trạng như thế. Đấy, nhưng mà không có sao các bác nhé. Đây em sẽ cắm điện vào, em bơm nước rồi em sẽ test là không cắm điện các bác nhé. À, thì em đang giữ nhiệt ở nhiệt độ là 80 90 độ C, thì bây giờ đang còn 85 độ. Đã, mình mở bình ra rồi. Em sẽ mở nước nhé. Đây, nhấn vào nút đây thì nó lên đèn này thì mình mở nước các bác nhé. Đó, ok. Đó, bình hoạt động bình thường nhé. Đấy, thì mình muốn nó chọn, nếu mà mình mở ra, nếu mà cái nhiệt độ này nó đang dưới 90 thì nó sẽ đun trở lại các bác nhé. Đấy, đấy là nguyên tắc của bình thủy Nhật, nó là như thế. Cái thứ hai, cái hay của nó là khi mà cạn nước xuống dưới đáy, nghĩa là hết nước nha các bác nhé. Đấy, đấy, vừa đun cái nó đủ nhiệt độ nó thôi, nó ngắt ngay đấy. Hết nước, nghĩa là cạn dưới đáy thì nó sẽ tắt bình thủy các bác nhé. Nó sẽ báo lỗi, chớp đèn, nó sẽ không cấp nhiệt vào nữa. Đây là cái hay của bình thủy Nhật, à, như thế. Đấy. Được cái này đun lại này. Đấy. Hẹn giờ. Đấy, chọn nhiệt độ này, bác chọn 98 này, nghĩa là dư ấm ở nhiệt độ 98 hoặc là 90 hoặc là 80. Đấy, 98 thì bình thủy nó sẽ chạy lên này, tại vì hiện tại đang là giữ 90. Bây giờ mình chọn 98 thì nó sẽ đun lên này các bác thấy không? Đấy, nó bắt đầu đun. Đun lên nhiệt độ đó. Đấy, con này nó có một cái hay. Đấy, khi là cái bình nó còn mới ấy, nên là cái bơm tay nó vẫn còn hoạt động tốt các bác nhá. Đấy. Thì cái này nó bằng nhựa, còn cái nò xo nhựa thì một thời gian sau nó sẽ cũng tự sẽ hư thôi các bác nhá. Không thể xài vĩnh cửu được cái chức năng bơm tay này. Kể cả cái hãng của Panasonic thì nó dùng bằng pin. Đấy, pin đó cũng tích trong cái màn hình của nó. Cũng một thời gian nó sẽ hết pin các bác nhá. Đấy. Ok, em sẽ bơm nước cho các bác coi nhá. Như đây nó có cái chức năng khóa nước này. Đấy. Mở và khóa các bác ha. Đấy. Đó, ok, nó vẫn giữ nhiệt tốt các bác nhé. Đấy, nếu mà các bác xách thì bình nước thứ nhất là mang vào nhà tắm hay là tắm mình bơm ra cũng rất là tiện. Đấy. Và thứ hai nữa là mình có thể mang ra ngoài bàn uống nước cà phê, chè, cháo gì đó thì cũng rất là tiện các bác nhé. Đấy là cái ưu điểm của cái bình mà có cái này. Cái này thì em cũng nói cho các bác rồi, đó là một chức năng phụ, đấy, hỗ trợ thêm. Thì nó đâu ngày nó sẽ hư, tại vì nó chỉ có một cái nò xo bằng nhựa hơi thôi. Đó, nên các bác lưu ý cho em nhé. Ok, cái bình thủy thì tình trạng là như thế. Đó. Còn mới keng bên trong, bên ngoài thì các bác phải chấp nhận các bác nhé. Hàng bãi mà. Đó, giá của nó là 1 triệu các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em nhé. Thank you, cảm ơn các bác nhé.